Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một trận đấu ở mùa giải mới và phiên bản mới. Như clip mình phân tích vừa rồi thì phiên bản này thì đi rừng sẽ có được một cái lượng sức mạnh ở đầu game rất là vượt trội, và đặc biệt nó sẽ yếu dần về late game các bạn nhé. Khi Rio Leviathan nó sẽ bị giảm 50 máu xuống chỉ còn 30 máu trong một con quái rừng, và cái đao tri hồn thì sẽ giảm 2 công vật lý, sẽ còn 1 công vật lý. Nôm na rằng là nó giảm đi tầm một nửa đấy, nó giảm tầm một nửa cái lượng nội tài của cái bureau đi rừng, thì sẽ giúp cho, nhưng mà nó cộng cái điểm cơ bản nó sẽ cao hơn ở những cái mô giải trước, cho nên những người đi rừng ở phiên bản này nó sẽ mạnh hơn ở giai đoạn đầu rất nhiều so với các mô giải khác, và nó sẽ yếu dần theo thời gian các bạn nhé. Nhưng không sao, đã mạnh ở giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ chơi Snowball ở ngay giai đoạn đầu luôn. Và đặc biệt rằng đây, cái pha này ăn đây thì kém thương các bạn nhé, chưa ba cái đề đấy. Và đặc biệt rằng thì nói chung đây là clip mình sẽ lên Rio Leviathan và cái build gọi là build kiểu hot meta ở mùa trước xem một con mạnh không, và clip sau mình sẽ lên full dam kiếm đao tri hồn thì xem nó sẽ như thế nào. Trong một mùa giải thì mình sẽ làm nhiều build để giúp cho tất cả các bạn biết được build nào mạnh, build đô nào tốt. Nhưng clip này bắt buộc lên Rio Leviathan, tại vì sao lại như vậy? Bởi vì khi trong một cái trận đấu, đây thằng xạ thủ mới các bạn nhá, trong một trận đấu khi team địch nó có quá nhiều sát thủ và đấu sĩ đi chăng nữa, đấu sĩ thì cái việc tất cả các bạn phải lên chống chịu đó là cái điều tất yếu các bạn nhé. Chẳng hạn team địch có Flo này, Rioma này, Kalisi, Nata này, rồi thêm một xạ thủ mới thì nó rất là bả cháy, cho nên cái việc mình sẽ lên điều này Leviathan là tất yếu, và bắt buộc các bạn gặp những trận đấu như vậy thì cái điều Leviathan nó sẽ tốt cho tất cả các bạn nhé. Đấy, bảng ngọc và Bildo và phù hiệu thì ở mùa này thì mình đã để ở trên cái phần đầu clip video đó. Ôi bọn này nó bắn trụ đấy anh em. Ôi giời. Rồi, lướt chém cho hai ngon lành một màn. Thằng này tiếp này, các bạn xem cách mình này. Lao lên, đấy, chặn lên đây chặn cho nó hai lướt. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy là cái cách mình outplay thằng Rioma các bạn. Bởi vì mình biết nó lướt vào quái hoặc vào người nó sẽ lướt được hai lần, cho nên mình sẽ dùng chưa một outplay về phía sau nó luôn, để những cái đòn đánh thương của mình nó sẽ không bị đỡ và không bị dừng một nhịp, và mình sẽ gây được lượng đám xuyên suốt luôn. Đấy, clip đầu mùa này thì mình sẽ nói chung là mình sẽ đi gánh và tập trung đánh khai thác vào những cái nào điểm yếu của team địch thôi, và không sẽ chưa có một cái meta nào cụ thể ở trong cái mùa giải này cả. Nhưng mình nghỉ trong khoảng tầm 1 đến 2 tuần thì Liên Quân Mobile sẽ có một cái meta mới. Mình nghỉ ở cái mùa này sẽ có một meta mới các bạn nhé. Khi đường mid sẽ được búp một con quái rừng nhỏ nhỏ ở đường sống, và đường rừng thì được búp đầu game và nép cuối game. Đấy, rồi còn gì nữa ta? Còn tướng lính và đặc biệt là có thêm các bụi cỏ này thì sẽ giúp cho những cái thị trần hoặc là vào late game này có thể có nhiều pha núp bụi. Nói chung những cái bụi càng nhiều thì các bạn phải biết rằng sát thủ càng có lợi thế các bạn nhé. Đấy, càng nhiều bụi sát thủ càng có nhiều lợi thế, và những bản nào mà xả thủ chủ lực, pháp sư chủ lực thì tất cả các bạn trong mọi sự di chuyển các bạn sẽ phải cẩn thận hơn rất nhiều, vì khi các bạn vào bụi các bạn sẽ phải gặp đấy, các bạn cứ vào bụi các bạn sẽ gặp team địch đấy, giống như là cái trận vừa rồi. Từ cái pha này đây. Ví dụ như cái trận đấu vừa rồi các bạn xem ở trên cái rank thách đấu ấy, thì cứ vào bụi là có team địch. Mình hiểu cái kiểu gì các bạn ạ? Cứ lao vào bụi là gặp team địch, mình không biết cái gì luôn. Đấy, về cách combo của Nakroth mùa này thì nó sẽ không còn gọi là combo 5 chiêu như xưa nữa. Bởi vì rằng là đây, mình luôn luôn các bạn hãy nhìn cách mình combo nhá, là lên chiêu 2, chiêu 1 xong kích hoạt chiêu 3 luôn. Đây gọi là cái combo mùa 2 đi. Đấy, gọi là cái combo mùa 2, mùa 1 mùa 2 của Nagaroth. Cứ chiêu 2, chiêu 1. Đấy, rồi cái pha này lan lại đánh này, đánh chiêu ôi giời đám nó to các bạn ạ. Đấy, thực sự mình thấy các bạn thấy chưa, Nagaroth ở phiên bản ở giai đầu game mặc dù lên Leviathan thôi. Đấy, mình thì chờ nói chung là có 6 mạng thì khá sạch các bạn. Đấy rồi, dồn thằng này luôn, chiêu đấy, con chiêu này đẹp, ta nứt thoát.
từ thằng xà thủ mới các bạn nhé. Đây lao lên chém cầu rìa thôi. Đấy, xà thủ mới này thì mình thực sự chưa làm, cho nên mình vẫn chưa hiểu được cái thằng xà thủ mới này nó kiểu bá đạo và kinh dị như thế nào, cho nên là mình sẽ có một clip phân tích. Đấy, cho nên là mình vẫn hơi ngẩn ngơ cái thằng xà thủ mới đấy. Mình chỉ biết cái chiêu thức của nó là rất là rộng, có một cái chiêu gọi là cái chiêu bắn rất là rộng và lướt đi lướt về rộng lắm, nói chung là phải tầm 2 màn hình cơ. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm hiểu cái điểm mạnh điểm yếu của vị tướng như nào. Nhưng mà mình nghĩ là như là xà thủ thôi, máu giấy thì mình sẽ kiểu chỉ là máu giấy các bạn, lao vào ốm một phát là chết thôi các bạn, không có vấn đề gì hết. Đấy, lính thì nó thay đổi, thì cho nên là về cái việc công trụ hoặc điều lính thì sẽ tốt hơn ở mua trước rất là nhiều. Rồi cái phá này xà thủ mới này, chào anh, đấy xà thủ mới chi cất lắm choáng là chết các bạn, màu giấy thôi mà. Ủa cái phá này, ủa chim cút phát các bạn ơi. Đấy rồi thì nói chung là đây chỉ là cái trận đầu của mùa giải mới, cho nên thì nói chung là mình vẫn chưa có cảm nhận gì về có sự thay đổi nào với cái meta cả. Nó vẫn như cũ các bạn ạ, nó vẫn là như cũ, còn không biết có thay đổi gì không thì mình sẽ cập nhật. Và đặc biệt rằng thì trong trận đấu này thì mình chỉ là chơi một cái gọi là phiêu lính thôi, mình chỉ đánh một trận đấu phiêu lính, kiểu thể ở đâu thì mình sẽ gánh ở đấy. Và đặc biệt rằng mình sẽ tập trung ăn các mục tiêu lớn này chẳng hạn em. Mà điều quan trọng là các bạn nào có nhu cầu muốn nick thì các bạn đừng quên hãy vào shop muoxuong.vn tất cả các bạn nhé. Các bạn vào shop muoxuong.vn để ủng hộ mình một cái. Rồi, cái thế trận này thì đây thế trận công rồi. Mình hiện tại có 8 mạng các bạn, cực xanh luôn. Đấy, nếu trong đây mình xem một con lính này. À chưa, đây con lính cần chiến thì không sao. Đấy rồi. Ôi nó biết từ nó chích bụi. À cha tao kêu mà từ bình tĩnh. Bọn này chưa tại đây thằng xà thủ mới này. Đấy, các bạn. Ôi giời ơi, một con bó chết anh em ạ. Thằng Na mua này vẫn mạnh. Một phần là mình sánh các bạn nhé, nhưng thằng Na nó mạnh. Thằng Na cũng nhận nó mạnh các bạn ạ. Đấy chỉ cần 2-1 combo phát là chết anh em nhé. Ôi gần chết máy quá. Thôi ta về ta farm lấy máu phát. À, clip này bảng ngọc mua mới của Na thì mình sẽ cầm 16% hút máu các bạn nhé. Sẽ cầm 16% hút máu. Đấy cho nên là mình farm máu kiểu rất là nhanh. Đây trận đấu này thì mình lên sẽ game lên nhanh luôn nhé. Lên nhanh 200% công vật lý luôn. Đấy. Hiện tại bây giờ thì cái lối đánh của mình thì sẽ luôn luôn gọi là đi đơn lẻ mục tiêu thôi, khai thác những cái điểm yếu của team địch hoặc những cái lối vị trí của xạ thủ hoặc các pháp sư. Bởi vì các bạn phải hiểu rằng cái đánh đầu mùa này lộn xộn lắm. Cái đánh đầu mùa này rất lộn xộn. Các bạn là chiến tướng mua trước, nhưng ví dụ các bạn cũng có thể gặp kim cương hoặc có thể gặp bạch kim hoặc tinh anh. Nói chung là sắp xếp rất là xộn, rất là lộn xộn. Đấy, lúc thì tím các bạn thì mạnh, gọi là tím các bạn thì gọi là bà chạy luôn. Một con bó chết thằng Rioma kia. Đấy thằng sao thủ mới này. Đấy chết này. Đấy lúc thì tím mình nó cảm giác như một mình các bạn chơi ấy. Đấy cho nên cái ranh đầu mùa này nói chung là mình kiểu rất ghét làm clip. Bởi vì nó kiểu xảy ra, một là kiểu thế một chiều, hai là một thế kiểu khó đánh. Cho nên là đây mình chỉ làm một clip trải nghiệm với build Real Leviathan thôi. Cho nên hy vọng sẽ có một clip sao và để mình cay xong nhiều sao đã. Rồi bắt đầu mình sẽ kiểu có những clip và meta mình sẽ phân tích cho tất cả các bạn. Và mình nghỉ clip đấy kết thúc rồi, và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở clip sau. Và tất cả các bạn ấy mai yêu, bye bye.